chào các bác thân mến. Đây là những chú đà điểu đáng yêu của chúng ta. Và cái kênh bán con giống đà điểu toàn quốc của Thao Chim Cung Gáy bắt đầu đã được nhiều người tin dùng và đã được nhiều người đặt hàng cũng như chuyển tiền và đã mua cho chúng tôi. Và hiện con giống của chúng tôi đã bay đi khắp cả nước, trong đó là có những vùng miền rất là xa. Đó, ví dụ như đơn này là chúng tôi sẽ minh họa như sau. Ví dụ như đơn này là của chúng tôi, là của một khách hàng bến xe miền Đông Sài Gòn, 0966996452. Ok chưa? Đó, thì đây là bao gồm cả bao bì vận chuyển, và chúng tôi đã có những cái xác minh khi mà bắt con giống để chuyển đi xa để được kiểm định, kiểm dịch cũng như là có nguồn gốc. Nên là các bạn yên tâm. Tất nhiên con giống hiện nay nó đã trở thành con vật nuôi, một con vật nuôi phổ biến rồi các bạn ạ. Đó thì trên đây thì mình cũng có gửi kèm một cái kiểm định và một cái hướng dẫn từ một nhỏ đến mấy nhỏ đó, hướng dẫn chăn nuôi đà điểu con giống. Đó là những cái còn bỡ ngỡ đối với nhiều người, thì tôi cũng đã gửi kèm. Đó thì những chú đà điểu này thì được quy trình như sau. Thứ nhất là về nguồn gốc thì các bạn có thể thấy là ở đây thì thuộc Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương, thuộc địa chỉ là thuộc khu vực xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Và đây là một trong những nơi mà có nguồn gốc con đà điểu đầu tiên của tại đất nước Việt Nam, do nước ngoài mối quan hệ đã gửi sang ban tặng 100 quả trứng đà điểu và đã ấp lở thành công 27 con. Và ông tổ của Việt Nam bắt đầu từ 27 con đà điểu này. Các bạn phải nắm bắt được cái lịch sử nguồn gốc của nó như vậy. Và đến bây giờ thì đã được nhân giống ra các vùng như Hải Dương, khu vực miền Nam, khu vực Thanh Hóa, khu vực miền Trung rất là nhiều. Thì các bạn thân mến, là cái con đà điểu như sau. Chúng thuộc tính của chúng là chúng chân có hai ngón. Đấy, các bạn thấy chân có hai ngón chứ không phải ba ngón. Cái ngón ở củ khoai này nó đã được tiến hóa và nó đã cụt đi rồi. Nó vì nhu cầu nó chạy trên sa mạc rất là cao. Thế lưu ý các bạn khi chuyển đi xa này, các bạn thứ nhất là không lên tham chọn con to quá, bởi vì chúng nhỏ thì chúng càng tiêu hao ít năng lượng, và những cái loại này thì cái bản năng sinh tồn nó rất là cao, bóc trứng ra là chúng ta có thể nuôi được rồi. Nên là nếu như mà bóc trứng ra thì chúng có thể nhịn rất là thời gian rất là dài, và nếu như các bạn xử lý tốt thì nó đi có thể là được 2-3 ngày. Đấy, thì trên màn ảnh nhỏ các bạn đây là những cái lớp lưới này. Vì sao những cái lớp lưới này? Để Thao Cú Gáy đã nghiên cứu sau nhiều lần gửi nhiều đơn hàng gửi đà điểu con giống, thì chúng ta biết là nó gì, êm ấm, và gì nếu nó có đái ra đây thì nó sẽ thấm xuống dưới. Dưới là cái gì? Dưới là một cái lớp đó, các bạn thấy là dưới là một cái lớp, mà đây là gì? Đây là những cái giấy vệ sinh, giấy thấm nước đó. Dưới và dưới nữa là một cái lớp tiếp theo đó. Thì những cái thùng xốp này, thứ nhất là nó đảm bảo cái độ êm. Đấy, độ êm. Thứ hai là nó sẽ không tạo sự ồn, hay là cái phần đáy này thì các bạn thấy là gì? Nó không nước nó không rỉ ra nhà xe. Bởi vì các bạn biết là xe đường dài thường là xe chất lượng cao. Và nếu như các bạn gửi không đảm bảo sạch sẽ, không đảm bảo tính ấy, thì nó ảnh hưởng đến con người, thì các nhà xe sẽ không cho gửi đó. Thì sau nhiều lần nghiên cứu thì mình sẽ quyết định gửi cho các bạn những cái loại tầm như thế này, là loại mà mình thấy là đã từng gửi đi Gia Lai, đi Krông Băng rất là nhiều rồi đó. Để mình sẽ báo cho nhà xe 452. Các bạn thân mến, mình sẽ gọi cho các bạn 452 ngay tại bây giờ. Các bạn thân mến, mình sẽ gọi bạn 452 nhật ký qua hôm qua. 452. Ok.
đây các bạn biết. Đó, 0966 996 452. Và đúng đây cũng vậy thôi. 0966 452. Và mình xin phép bật ngoài ra để mình thông báo. Không biết là có nhấc máy hay không, bởi vì mình cũng không nắm chắc được cái việc nhấc máy hay không là do khách hàng. Nhưng mình sẽ thông báo là bắt đầu gửi từ chiều hôm nay. Ok. Ờ em à. Ờ bên anh Thao mà chuyên cung cấp con giống đa điểu đây em ơi. Ờ thì em ơi thì chiều nay anh bắt đầu gửi ở ngoài Hà Nội nhá. Ừ. Chiều nay là sáng ngày 1 này em nhận được. Ừ. Rồi tớ sẽ ghi rõ cái trên cái hộp là có niêm phong của tớ và ghi rõ là có 5 con đựng trong cái hộp xốp đó và nót lệm rất là cẩn thận nhá. Ờ và chiều đã gửi xa hơn như thế rồi vẫn ok mà. Thì gửi vào công tơ đo rồi vào Cờ Băng Gia Lai rồi gửi vào miền Tây còn gửi rồi mà. Thế thì chiều nay bắt đầu gửi ngoài Hà Nội mà. Thì trên cái kênh của tớ thì tớ sẽ đăng cái clip này của cậu lên thì cậu có thể nhìn qua 5 con rất là đẹp. Đó, mình rất là tuyển chọn rồi nhá. Ừ, rồi. Ờ rồi thì ngay chiều nay sẽ đăng tiếp cái video này luôn. Thì thực tế mình ở dây duy nhất là mình chuyển đi các tỉnh và các miền thôi chứ còn ở đâu nữa, tại vì ở đây nó là ông tổ con đà điểu rồi. Đó. Ừ. Giờ hôm nọ là chuyển cho tớ tiền là mới đầu là cũng hơi dè dặn nhưng đến giờ phút này là yên tâm rồi đúng không? Đấy, bạn cũng hai vợ chồng cũng rất là lịch sự chuyển đủ tiền ra ngoài này. Ừ. Đúng rồi. Bạn rất là tin tưởng, bạn chuyển khoản đủ cho bên chúng tôi thì chúng tôi cũng sẽ bảo vệ cái uy tín và sẽ gửi cho bạn đúng chất lượng để bạn chăn nuôi làm sao gây dựng được cái con giống ra ở các vùng miền xa như vậy nhá. Ừ, thế tớ giả luôn chọn gói mà. Rồi thì cứ như thế thôi nhá. Thì lưu ý giữ máy điện thoại để người ta còn liên hệ, để người ta còn nhận, mà khi nhận thì mình cũng có thể là kiểm tra qua nhá. Rồi đấy thế nhá. Rồi ok chào nhá. Đó, các bạn thấy chưa? Tôi rất là cẩn thận. Bây giờ là cái ekip của chúng tôi sẽ chuyển xuống văn phòng ở bến xe Mỹ Đình. Chuyển xuống văn phòng ở bến xe Mỹ Đình. Đó. Các bạn thấy là không hề đơn giản khi mà cung cấp con giống đà điểu. Bởi vì con này nó rất là to và rất là gì? Khó, hiếm, độc lạ. Để các bạn biết là con giống thì nó phải đẹp đẽ bung tơ như thế này. Và trên cái màn ảnh nhỏ các bạn đây là cái lúc buổi chiều, lúc 2 giờ hơn, tôi đang đứng tại cơ quan của chúng tôi. Đang đây là những hình ảnh về cơ quan. Và các bạn biết là một chút nữa thôi, chỉ còn khoảng 5 phút nữa thôi là cái xe của chúng tôi, xe người nhà đi từ tại đây qua cổng chỗ này đây, con đường này đây, sẽ nhận và niêm phong đảm bảo trách nhiệm đầy đủ cho chú đà điểu chúng ta lên và vào đến khu trung tâm Hà Nội và bắt đầu là gửi xe đi Bắc Nam. Đó, thì các bạn thấy là tại cơ quan đây rất là gì, uy tín, rất là chất lượng. Tôi có thể zoom cái biển kia cho các bạn biết. Tôi zoom đến cho các bạn biết đây là cơ quan trung tâm nghiên cứu. Đó.